Thì hôm nay là tôi đến Trà Vinh với lời mời của mỹ nhân Oshimi đi hoạt động thiện nguyện chung với gia đình người cá tai đang làm trong hội chánh kiến xây cầu tô vẽ đắp hình tượng Phật. Thì đi là để cho mọi người biết cái cuộc sống ở dưới quê khổ như thế nào. Mạnh thường quân nào muốn ủng hộ thì liên hệ. Còn bây giờ đến đây kiểu giống như là tham quan, coi ở đây mọi người làm việc có tốt hay không, xây cầu như thế nào, giới thiệu đến mọi người.